Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 4 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn claim token NGFI này bạn. Thì hiện tại dự án này nó cho bạn claim rồi bạn. Thì bạn nào đã có đầu dự án này thì các bạn cần copy phần link dưới mô tả dưới video mình này bạn. Các bạn mở địa chỉ dưới chút của mình ra nè. Để mình chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Sau đó các bạn dán cái đường link mình dưới phần link mô tả dưới video mà. Các bạn dán vào một tab nè. Các bạn vào claim ngay các bạn. Rồi khi vào thì không hiểu sao thì không số bạn theo mình thì Balance thì có cộng một token là FI mà sao mình không có cộng các bạn, mình có cộng số ghép không, mình cũng không hiểu gì sao luôn. Nếu các bạn nào có Balance của mình có token là FI hoặc là top ghép mà có NFI thì các bạn bấm vào một claim nè các bạn. Sau khi các bạn claim thì các bạn bấm vào một claim nào nè các bạn, nhấp nhẹ thì thôi các bạn. Đây các bạn nhấp mạnh vào thì nó bắt bạn follow từ Twitter này nọ tùm lum vậy. Rồi bạn bấm vào chụp thân nè. Các bạn sẽ trả phí ra là 0.05 BNB. Ê, 0.01 USDT các bạn. BNB. Rồi các bạn chờ chút xíu mình qua mình kiểm tra cái nó. Ok, trang web rất là uy tín luôn bạn. Khi mà claim nó dây liền luôn nè các bạn. Rồi. Qua trang BC scan mình check đây. Thì để check được cái token này thì các bạn cần copy cái địa chỉ với BNB Smart Chain của mình nè. Các bạn mở trình duyệt Chrome rồi nè. Các bạn gõ chữ BC nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi bấm tìm kiếm nè. Rồi các bạn bấm vào mục này nha các bạn. Rồi bấm vào mục BET20 nè. Rồi các bạn sẽ nhận được 8.5 token nè. Mình đây được 8.5 rồi, bấm vào đây nè các bạn. Rồi các bạn về copy cuốn sách của nó, các bạn dán vào trình duyệt cái chocolate của các bạn thôi các bạn. Nhấn ba gạch cùng nó dán vào nữa. Nếu không có thì bạn tự động thêm đồng tiền mã hóa nha các bạn. Rồi các bạn dán để chép rồi. Tên thì bạn gõ này nè các bạn. Nhi. Các bạn sao chép tên nha các bạn. Rồi số tài khoản là 18. Dán vào đây. Tên ký hiệu này FI nè. Số tài khoản là 18. Số chép các bạn ký hiệu con này luôn đi các bạn. Cho dễ biết luôn các bạn. Rồi các bạn bấm làm xong là sẽ gọi nha các bạn. Để nó cập nhật các bạn. Ok, mình đã nhận được 8.5 token nè, còn có list sàn như thế các bạn. Theo thông tin của nó thì tháng 9 này nó sẽ list sàn với giá là 0.02 đô cho một token các bạn. Và mình coi mình chết được. Mình chết cái mình có claim, mình có swap có lãi liền không? Nhờ sàn bán cái swap liền nè các bạn. Giá cũng chắc đi chơi hợp đồng của nó vào nè. Rồi, nia nè. Chân ta nè, trong mắt nè. Ok, tôi cần này chưa đích sàn các bạn ơi. Vậy video này cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.